Dòng sản phẩm của Nike trong năm nay có gam màu nhẹ nhàng với tông trắng chủ đạo. Tuy nhiên, mỗi chiếc giày lại sử dụng một màu kèm theo khác nhau, gồm màu tím nhạt ở bên trái và màu xanh lá dành cho bên phải. Điểm chung là chúng đều có lưỡi gà hình logo của Nike xuyên qua trái tim màu đỏ. Bên trong hình trái tim, Nike đã khéo léo lồng ghép thông điệp You Complete Me, bạn đã hoàn thiện con người tôi. Nike Air Max 90 Valentine Day sẽ được ra mắt vào ngày 8 tháng 2 với giá khởi điểm khoảng 3 triệu 700 ngàn Việt Nam đồng. Trong khi đó, để đón lễ tình nhân, các dòng Stan Smith, Superstar, Ultra Boost và Ninja của Adidas đều cho ra mắt sản phẩm mới. Nổi bật là dòng Superstar với họa tiết trái tim tràn ngập xen lẫn logo Adidas bắt mắt trên nền giày trắng, trong khi dòng Ultra Boost huyền thoại được in hình trái tim ở phần thân đế đỏ hồng trên nền đen cá tính. Hai dòng giày tối giản của Stan Smith và Ninja đều thể hiện trái tim được thêu tinh tế ở thân giày. Bộ sưu tập Valentine được Adidas bán tại website chính thức với giá khoảng từ 1.380.000 đồng một đôi.